Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 7 sức kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm đến các quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 20 tỷ lệ khớp. Bài hôm nay mình sẽ học về tỷ lệ khớp khái niệm và thuật ngữ. Mình sẽ có khái niệm tỷ lệ khớp và tính chất của tỷ lệ khớp. Mình sẽ có kiến thức khớp và kỹ năng nhận biết tỷ lệ khớp và các tính chất của tỷ lệ khớp, vận dụng tính chất của tỷ lệ khớp trong dạy toán. Ở đây mình sẽ câu hỏi đề bài. Cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Lá cờ có dạng một hình chữ nhật màu đỏ, với hình ngôi sao năm cánh màu vàng nằm ở chính giữa. Nếu tìm hiểu kỹ hơn, em sẽ thấy dù lớn hay nhỏ, hay các lá cờ đều có đặc điểm chung về kích thước. Điểm chung đó là gì nhỉ? Giờ học xong bài này mình sẽ biết đặc điểm chung của các lá cờ nha. Thì ở đây mình sẽ có hình, đây là cột cờ Lũng Cú ở hàng gì? Giờ số 1, mình sẽ về tỷ lệ khớp. Nhận biết tỷ lệ khớp. Hoạt động 1. Lá quốc kỳ cắm trên đỉnh cột cờ Lũng Cú Hà Giang có chiều rộng là 6 m, chiều dài là 9 m. Lá quốc kỳ bố linh treo tại nhà mỗi dịp lễ có chiều rộng sẽ là 0,8 m và chiều dài sẽ là 1,2 m. Công an người ta kêu mình tính tỷ số giữa chiều rộng chiều dài của mỗi lá cờ, viết kết quả này dưới dạng phân số tối diện. Giờ sau đó mình sẽ so sánh hai tỷ số nhận được có bằng nhau hay không. Như vậy câu này các em trả lời như sao? Câu này. Bây giờ mình sẽ tính xem tỷ số giữa chiều rộng và chiều dài. Của mỗi lá cờ. Chứ hôm mình sẽ tính lá cờ là lá quốc kỳ cắm trên đỉnh cột cờ Lũng Cú. Tỷ số thì mình sẽ lấy chiều rộng chia chiều dài thôi, đúng không? Chiều rộng ở đây người ta cho là 6. Còn chiều dài là 9, mình sẽ lấy 6 chia 9. 6 chia 9 thì mình sẽ rút gọn về phân số tối giản. Thì mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 3. 6 chia 3 được 2, 9 chia 3 được 3, kết quả sẽ là 2/3. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ tính lá quốc kỳ, lá cờ. Lá quốc kỳ bố linh treo. Lá quốc kỳ bố linh treo tại nhà. Là thì mình sẽ lấy chiều rộng là 0,8 chia 1,2. 0,8 chia 1,2. Giờ như vậy mình sẽ giúp gọn. Thì mình sẽ giúp gọn bằng cách chia tử và mẫu cho 0,4. 0,8 chia 0,4 thì được 2. 1,2 chia 0,4 bằng 3. Kết quả sẽ 2/3. Như vậy mình thấy là tỷ lệ giữa chiều rộng chiều dài của hai lá cờ này sẽ đều bằng nha, quy đều bằng 2/3. Như vậy câu B các em trả lời là người ta kêu so sánh hai tỷ số nhận được, thì mình trả lời là hai tỷ số nhận được bằng nha. Đúng này. Quy đều bằng 2/3.
Giờ như là mình xong hoạt động một nha. Giờ hoạt động một, các em theo bài, các em sẽ bấm khuyết video hãy biết các em theo bài. Giờ tiếp theo như vậy mình sẽ có là tỷ lệ khất là đẳng khất của hai tỷ số bằng nhau. Như giờ lúc này mình sẽ có hai tỷ số là 6 phần 9 và 0,8 phần 1,2. Đây là hai tỷ số bằng nhau, quy đều bằng 2 phần 3. Như vậy tỷ lệ khất chính là đẳng khất của hai tỷ số bằng nhau, a phần b bằng c phần d. Đẳng khất 6 phần 9 bằng 0,8 và 1 phần 2 được gọi là một tỷ lệ khất. Như vậy là mình sẽ có đẳng khất. Đẳng khất có nghĩa là hai tỷ số bằng nhau và đẳng khất. Và đẳng khất này mình có thể gọi là một tỷ lệ khất cũng được, đúng không? Như vậy, tỷ lệ khất chính là đẳng khất của hai tỷ số bằng nhau a phần b bằng c phần d. Chú ý tỷ lệ khất a phần b bằng c phần d có thể được viết dưới dạng là a chia b bằng c chia d. Như vậy là các em để dưới dạng phân số hay để dấu chia đều được hết nha, đều gọi là tỷ lệ khất. Tiếp theo mình sẽ đến ví dụ 1, hai tỷ số sau có lập thành tỷ lệ khất hay không? Như vậy muốn biết là hai tỷ số này có lập được tỷ lệ khất hay không thì mình sẽ đi rút gọn về phân số đối diện giờ mình so sánh, đúng không? 10 chia 5, 10 chia 5 sẽ bằng 10 phần 5. 10 phần 5 rút gọn chia tử qua 1 cho 5 thì được là 2 phần 7. Còn 2 phần 7 chia 3 phần 7 thì chia, mình sẽ biến phép chia thành phép nhân đảo ngược. 3 phần 7 đảo ngược 7 phần 3. Nhân hai phân số lấy tử nhân tử 1 nhân mẫu, mình thấy là 7 trên 7 dưới, 7 chia 7 hết, đúng không? Còn là 2 phần 3. Như là mình thấy là hai tỷ số đều bằng 2 phần 3. Do đó ta có tỷ lệ khất là 10 chia 5 sẽ bằng 2 phần 7 chia 3 phần 7, đúng không? Như vậy ta biết các tỷ số đã cho dưới dạng tỷ số giữa các phân số nguyên được dễ so sánh. Như vậy mình sẽ chuyển cái tỷ số này về dạng phân số tối diện của số nguyên thì mình so sánh được không, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu luyện tập 1. Giờ câu luyện tập 1 này mình sẽ làm giống như cái ví dụ 1 nha. Câu luyện tập 1 người ta kêu mình tìm các tỷ số bằng nhau trong các tỷ sau, các tỷ số sau giờ lập tỷ lệ khất tương ứng. Bây giờ mình sẽ đi tính các tỷ số này xem các tỷ số nào sẽ bằng nhau. Giờ mình sẽ lập tỷ lệ khất tương ứng nha. Giờ ta coi. Mình sẽ lấy 4 chia 20. 4 chia 20 sẽ bằng 4 phần 20. Đúng này. Giờ 4 phần 20 mà sẽ giúp gọn chia tử qua 1 cho 4. 4 chia 4 được 1. 20 chia 4 bằng 5. Kết quả sẽ là 1 bằng 5. Giờ tiếp theo mình sẽ tính tỷ số bên đây. Không phẩy năm chia cho 1,25. Như vậy có nghĩa bằng 0,5 phần 1,25. Giờ bây giờ mình sẽ giúp gọn phân số này thì mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho bao nhiêu? Tử mẫu sẽ chia hết cho 0,25, đúng không? 0,5 chia 0,25 thì bằng 2. Còn 1,25 chia 0,25 thì được 5. Kết quả sẽ là 2 phần 5. Giờ tiếp theo mình sẽ tính tỷ số này. Ba phần 5 chia cho 3 phần 2. Giờ 3 phần 5 mình sẽ viết lại. Chia biến thành nhân 3 phần 2 đảo ngược là 2 phần 7. Như vậy đây là phép nhân hai phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu, mình sẽ giúp gọn 3 chia 3 bằng 1 hết, đúng không? Như vậy kết quả còn lại là 2 phần 5. Như vậy mình thấy là có hai tỷ số bằng nhau là tỷ số này sẽ bằng tỷ số này đều bằng 2 phần 5, đúng không? Như vậy người ta kêu mình tìm tỷ số bằng nhau trong tỷ giờ thì lập tỷ khất. Như mình tìm thấy hai tỷ số bằng nhau mình sẽ lập tỷ lệ khất luôn nha.
Do đó ta có tỷ lệ khớp. Chính là cái này bằng cái này. 0,5. 0,5 chia cho 1,25 sẽ bằng 3 phần 5 chia 3 phần 2. Đúng nè. Giờ như là mình xong câu luyện tập 1 nha. Giờ câu luyện tập 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video khi biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần tranh luận. Giờ bạn tròn thì nói là tỷ lệ khớp là một đẳng khớp giữa hai phân số mặt khôi. Điều này có đúng không nhỉ? Em hãy giúp bạn Vuông trả lời câu hỏi trên. Thì mình thấy là câu này không đúng. Đây, tỷ lệ khớp đâu phải là một đẳng khớp giữa hai phân số. Đúng này. Đây, mình thấy cái này với cái này đâu phải là hai phân số, đúng này. Bên đây là một tỷ số, bên đây là một tỷ số mà, chứ đâu phải hai phân số. Đúng này. Như là mình trả lời là bạn chọn nó chưa đúng nha. Như vậy câu này các em trả lời như sao? Đẳng khớp là tỷ số. Tỷ lệ khớp là một đẳng khớp giữa hai tỷ số mới đúng nha, chứ không phải là hai phân số. Như bạn chọn nói chưa đúng. Vậy tỷ lệ khớp là đẳng khớp của hai tỷ số. Đúng này. Tỷ số có thể không phải là phân số. Như vậy câu này các em trả lời là bạn tròn nó chưa đúng, vì tỷ lệ khớp là đẳng khớp của hai tỷ số. Tỷ số có thể không phải là con số nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Tiếp theo là câu vận dụng 1. Mặt sân cỏ trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình có dạng hình chữ nhật, có chiều dài là 105 m và chiều rộng là 68 m. Nam vẽ mô phỏng một mặt sân cỏ này bằng một hình chữ nhật có chiều dài là 21 cm và chiều rộng là 13,6 cm. Hỏi Nam đã vẽ mô phỏng mặt sân có đúng tỷ lệ thực tế chưa? Giờ muốn biết là bạn Nam đã vẽ mô phỏng đúng tỷ lệ hay chưa thì mình sẽ đi thực hiện. Mình sẽ đi tính tỷ số giữa chiều dài và chiều rộng của thực tế và giữa chiều dài của giờ giữa chiều dài và chiều rộng của cái phần vẽ mô phỏng, xem hai tỷ lệ có bằng nhau hay không. Đúng rồi. Như câu này các em trả lời như sao? Vậy mình sẽ lấy số này chia số này. 105 chia cho 68 xem bằng bao nhiêu. Như 105 chia 68 chính là 105 phần 68. Đúng rồi. Thì mình thấy là cái phân số này không giúp gọn được. Đúng rồi. Nên mình sẽ để nguyên. Giờ bây giờ lập tỷ số giữa cái số này chia số này.
Và mình sẽ lấy số này chia số này, 21 mình sẽ chia cho 13,6 sẽ bằng bao nhiêu? Chính là phân số 21 phần 13,6. Giờ bây giờ mình sẽ biến đổi cái này thành một phân số có tử mẫu đều là số nguyên hết. Đúng không? Như vậy các em sẽ bấm máy tính phân số này vô máy tính, cầm tay của mình bấm dưới bàn sẽ ra kết quả ha. 21 phần 13,6 3. Thì mình thấy là 105 phần xanh tạc. Đúng không? Như vậy là mình thấy là hai cái này bằng nhau. Như vậy có nghĩa là hai tỷ số này bằng nhau. Như vậy ta được. Cái này sẽ bằng cái này, đúng này. Cái này sẽ bằng cái này, quy đều bằng phân số. 105 chia 68 bằng 21 chia cho 13,6. Nên mình kết luận là bạn Nam đã vẽ đúng tỷ lệ. Giờ như là mình xong cái vận dụng 1 nha. Giờ cái vận dụng 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video thì biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình phần số 2, tính chất của tỷ lệ khớp. Tính chất của tỷ lệ khớp hoạt động 2 quay trở lại tỷ lệ khớp tìm được ở hoạt động 1. 6 phần 9 bằng 0,8 phần 1,2. Em hãy tính các tích chiếu 6 nhân cho 1,2 và 9 nhân cho 0,8. So sánh hai kết quả xem có bằng nhau không. Giờ như vậy ta có mình sẽ lấy 6 nhân cho 1,2, 6 nhân 1,2 sẽ bằng 7,2 đúng này, và mình sẽ đi tính 9 nhân cho 0,8 0,8 9 nhân 0,8 thì mình thấy cũng 7, bằng 7,2. Vậy mình kết luận là hai tích chéo sẽ bằng nhau đúng này. Như vậy hoạt động hai các em trả lời là hai tích chéo sẽ bằng nhau, có nghĩa là 6 nhân cho 1,2 sẽ bằng 9 nhân cho 0,8. Đúng này. Như vậy mình sẽ có tỷ lệ khớp 6 phần 9 bằng 0,8 1 phần 1,2. Thì mình sẽ có 6 nhân 1,2 là tích chéo, và 9 nhân cho 0,8 sẽ là tích chéo. Đây là hai tích chéo. Mình nhớ là hai tích chéo sẽ bằng nhau. Giờ tiếp theo mình sẽ đến hoạt động 3. Từ đẳng khớp 2 nhân 6 bằng 3 nhân 4, ta có thể suy ra những tỷ lệ khớp nào? Như vậy là từ cái đẳng khớp này mà suy ra những tỷ lệ khớp nào thì mình xem bàn tròn gợi ý. Chẳng hạn mình sẽ chia hai cả hai vế, chia cả hai vế cho hai, chia cả hai vế của đẳng khớp 2 nhân 6 và 3 nhân 4 cho 6 nhân 3, ta được tỷ lệ khớp là 2 phần 3 bằng 4 phần 6. Như vậy là nếu mình chia cái bên đây cho 6 nhân 3 thì mình thấy 6 chia 6 hết, còn lại 2 phần 3. Còn với bên đây mình chia cho 6
nhân 3 thì mình thấy là 3 chia 3 hết, còn lại là 4 phần 6. Như mình sẽ có tỷ lệ khớp chính là 2 phần 3 bằng 4 phần 6. Như giờ mình sẽ có phần ghi nhớ ở đây. Nếu A phần B bằng C phần D thì mình có thể thì mình kết luận là hai tích chế bằng nhau, có nghĩa A nhân D sẽ bằng B nhân C. Và nếu mình có hai tích chế bằng nhau, A nhân D bằng B nhân C, lúc đó mình nhớ là ABCD phải khác không? Thì ta có thể lập các tỷ lệ khớp là A phần B bằng C phần D. Giờ A phần C bằng B phần D thì mình thấy có cái này, hai cái này khác nhau chỗ nào? Mình thấy là C đem xuống dưới đây và B đem đến đây. Đúng này. C đem xuống, B đem lên, lúc đó này mình sẽ được là A phần C bằng B phần D. Mình sẽ có B phần D bằng C phần E. Như vậy mình thấy là cái này với cái này khác nhau chỗ này. Thì mình thấy khác nhau một chỗ là A đem xuống dưới đây, D đem lên đây. A đem xuống và D đem lên, mình sẽ có D phần B bằng C phần E. Được này. Giờ mình sẽ có một tỷ lệ khớp tiếp theo là D phần C bằng B phần E. Có nghĩa là mình sẽ đảo ngược lại này là C phần D đảo ngược thành D phần C, A phần B đảo ngược thành B phần E. Mình sẽ được một tỷ lệ khớp mới. Như vậy từ một đẳng khớp mình sẽ suy ra được bốn tỷ lệ khớp. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ từ đẳng khớp này mà sẽ suy ra bốn tỷ lệ khớp giống như cái này thôi. Thì lúc này 2 chính là A, 6 chính là B, 3 chính là C và D chính là 4, thì mình sẽ được lập thành 4 tỷ lệ khớp. Giờ thầy sẽ làm câu hỏi đồng ba như sau. Như vậy ta có các tỷ lệ khớp. Như vậy ta có thể suy ra, ta có thể suy ra những tỷ lệ khớp sau. Ta có thể suy ra những tỷ lệ khớp sau. Như vậy mình sẽ có là như vậy là a phần b, b ở đây sẽ là 3, có nghĩa là 2 phần 3 sẽ bằng, như vậy là a nhân d bằng b nhân c, b chính là số 3 đem xuống, 6 này đem xuống đây, 4 phần 6 đúng không? Một tỷ lệ khớp tiếp theo mình sẽ có tỷ lệ khớp tiếp theo. Tỷ lệ khớp tiếp theo thì mình sẽ thấy là mình sẽ thay đổi vị trí của C đem xuống dưới đây, B đem lên. Đúng này. Như vậy có nghĩa là 4 đem xuống, 3 đem lên. Có nghĩa là 2 phần 4 bằng 3 phần 6. Giờ tiếp theo mình sẽ có tỷ lệ khớp tiếp theo. Thì mình thấy là như vậy mình thấy là cái này như cái này thì mình thấy là A đem xuống và D đem lên. Đúng này. Như là 2 đem xuống dưới đây và 6 đem lên. Như vậy 6 đem lên thì thành 6 phần 7. Giờ 2 đem xuống thành 4 phần 2. Giờ tiếp theo mình sẽ có tỷ lệ khớp tiếp theo. Tỷ lệ khớp tiếp theo mình sẽ đảo ngược lại, như là C phần D mình đảo ngược là D phần C, có nghĩa 4 phần 6 đảo ngược là 6 phần 4. Giờ như A phần B đảo ngược B phần A, 2 phần 3 đảo ngược thành 3 phần 2. Như mình sẽ được 4 tỷ lệ khớp đúng này. Như vậy là mình xong hoạt động 3 nhé. Giờ hoạt động 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video, hãy biết các em hiểu bài.
Giờ tiếp theo chẳng hạn từ đẳng khức 2 nhân 45 bằng 6 nhân 15 cùng bằng 90, ta có thể lập các tỷ lệ khức. Như vậy ở đây mình sẽ có là A nhân D bằng B nhân C. B mình đem xuống dưới đây, có nghĩa đem xuống 6 xuống dưới đây. Như là sẽ 2 phần 6 bằng 15 phần 45. Được nè. Giờ cái này với cái này nó khác nhau một chỗ là đảo ngược thôi. Giờ 6 đem lên và 15 đem xuống. Được nè. Cái này với cái này thì mình thấy là 45 đem lên 2 đem xuống. 45 đem lên 2 đem xuống. Giờ cái này sẽ là đảo ngược của cái này. 15 phần 45 đảo ngược là 45 phần 15. 2 phần 6 đảo ngược là 6 phần 2. Được nè. Thì mình thay đổi vị trí là được rồi. Được nè. Tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập 2. Câu luyện tập 2 mình sẽ lập tất cả các tỷ lệ khớp có được bằng đẳng khớp 0,2 nhân cho 4,5 bằng 0,6 nhân cho 1,5. Mình sẽ làm tương tự như cái hoạt động 3 thôi. Đúng này. Như câu này các em trả lời sai. Mình sẽ xem cái số này chính là ABCD là mình sẽ lập được không? Như mình trả lời là các tỷ lệ khớp có thể lập được này. Các tỷ lệ khớp có thể lập được là mình sẽ từ đẳng khớp này mình sẽ lập 4 tỷ lệ khớp nhé. Như vậy là các số này mình sẽ xem là A, B, C, D. A nhân D bằng B nhân C. Như B sẽ là 0,6 đem xuống. 0,2 phần 0,6. C3. Giờ như 4,5 đem qua đây thành phía dưới. Có nghĩa là 1,5 phần 4,5. Đúng nè. Giờ tỷ lệ khớp thứ hai. Như vậy mình sẽ đảo ngược, mình sẽ đem 1,5 xuống, đem 0,6 lên. Đúng rồi. Như 1,5 đem xuống dưới đây là 0,2 phần 1,5. Giờ đem 0,6 lên. Giờ 4,5 viết lại. Giờ tiếp theo. Giờ tiếp theo thì mình sẽ đem 4,5 lên, đem 0,2 xuống. Đem 4,5 lên đây. 4,5. Giờ 0,6 viết lại. Giờ 0,4,5 đem lên thì 0,2 đem xuống. 1,5 viết lại. 0,2 nằm phía dưới. Đúng này. Giờ cuối cùng. Giờ mình sẽ đảo ngược lại 1,5 phần 4,5 đảo ngược lên là 4,5 phần 1,5. Giờ bên đây đảo ngược là 0,6 lên 0,2 xuống. 0,6 phần 0,2. Đúng này. Như vậy là mình xong câu luyện tập 2 nhé. Giờ câu luyện tập 2 kèm thứ bài, kèm sẽ bấm quit video hay biết kèm thứ bài.
Dạ, nhưng mà sẽ có nhận xét là tự tỷ lệ khớp A phần B bằng C phần D. A, B, C, D khác không? Thì ta có thể suy ra là A sẽ bằng B nhân C chia D. Như vậy mình thấy là B phía dưới này có nghĩa là chia chuyển với hành nhân. Có nghĩa A sẽ bằng B nhân C chia D. Đúng không? Còn B thì bằng gì? B thì mình sẽ đem lên đây. Giờ C đem xuống dưới đây, D đem lên. Có nghĩa là A nhân D chia C. B sẽ bằng A nhân D chia C. Còn muốn tính C thì mình sẽ đem D qua đây. D phía dưới có nghĩa là chia chuyển với hành nhân. Có nghĩa C sẽ bằng A nhân D chia B. Đúng rồi. Còn muốn tính D thì mình sẽ đem D lên đây. Đem A xuống, đem B lên. Có nghĩa D sẽ bằng B nhân C chia A. Đúng rồi. Như vậy từ tỷ lệ khớp này mình có thể suy ra bốn cái này. Tiếp theo mình sẽ đem với xem ví dụ 2. Phương cùng các bạn dự định làm các lá cờ, lá quốc kỳ Việt Nam bằng giấy đảm bảo tỷ lệ quy định chiều rộng là 14 cm để tham gia hội phải phụ động tính chiều dài của lá cờ. Như vậy mình nhớ là tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài của lá cờ tỷ lệ đúng chính là 2 phần 3. Đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ gợi ý là chiều dài của lá cờ phương hoặc các bạn dự định là. Như vậy mình sẽ có tỷ lệ khớp chính là 14 phần x sẽ bằng 2 phần 3. Tỷ lệ lá cờ đúng sẽ là 2 phần 3. Đúng. Giờ mình sẽ tính x thì mình sẽ đem x lên đây. Đem 3 lên, đem 2 xuống. Có nghĩa x sẽ bằng 14 nhân 3 chia 2. 14 nhân 3 chia 2 sẽ bằng 21. Đúng không? Đơn vị là cm. Quay chiều dài của lá cờ sẽ là 21 cm. Mình nhớ là đặc điểm chung về kích thước của lá quốc kỳ Việt Nam chính là tỷ số giữa chiều rộng và chiều dài của chúng luôn luôn không đổi, vừa bằng 2 phần 3. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu vận dụng 2. Câu vận dụng 2 người ta nói là để gói 10 chiếc bánh chưng, bà Nam cần 5 kg gạo nếp. Nếu bà muốn gói 45 chiếc bánh chưng cùng loại gửi cho dân vùng lũ lụt, thì bà cần bao nhiêu kg gạo nếp? Giờ như là mình sẽ làm câu vận dụng 2 giống như cái ví dụ 2. Thì mình gọi x là cái cần tiền, đúng không? Mình sẽ tự lập tỷ lệ khớp giờ mà tính ra x ha. Như câu này càng trả lời như sau. Như vậy người ta hỏi là bà cần bao nhiêu kg gạo nếp khi mình gọi x chính là số kg gạo nếp. Như vậy ta có tỷ lệ khớp. Như vậy mình thấy là 5 kg gạo nếp thì mình sẽ được 10 cái bánh chưng. Như mình sẽ có 5 phần 10. Giờ bây giờ mình cần ít kg thì mình sẽ gói được là 45 chiếc bánh chưng. Giờ mình suy ra x sẽ bằng. Như muốn tính x thì mình sẽ đem 45 lên. 45 5 và nằm phía dưới có nghĩa phép chia chuyển với hành nhân. Như vậy mình sẽ lấy 45 nhân 5. 5 nhân cho 45 hoặc là 45 nhân 5 đều được. Chia cho 10. Này đem lên hành nhân. 5 nhân 45 chia 10. Sẽ bằng bao nhiêu? Mình sử dụng máy tính bấm thôi, đúng không? Như vậy là 5 x 10 chia tử và 1 cho 5 thì được là 2. 45 chia 2 sẽ là 22,5. Đơn vị sẽ là kg.
như mình kết luận là vậy. Ba căn 22,5 kg gạo nếp cơm. Giờ như là mình xong câu vận dụng 2 nhé. Giờ câu vận dụng 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video hay biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nhé. Phần bài tập thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng giờ hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.